Khả năng lưu thứ hai của đỏ hình quả này là xe 2 tiến 3 ăn xe. Đỏ ăn xe, nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Đỏ bình phá ăn tốt. Cờ đỏ cũng có thể nghiên cứu đi mã 7 tiến 6. Đen hành xe nhằm chuyển cánh. Ở đây là đen nhắm vào điểm yếu mã tâm của đỏ. Nước cờ chính xác. Đỏ xuất xe. Đổi lại, như đỏ đi pháo 5 bình 3. Thế cờ bình ổn. Như đỏ xe 9 bình 8. Đen lùi pháo là chuẩn bị chuyển cánh. Nước cờ mang tính ổn định vững chắc. Đổi lại, như đen đi xe 1 bình 7. Cờ đỏ ưu thế. Như đen pháo 2 lùi 1. Cờ đỏ có 4 khả năng đi quân. Một là xe 8 tiến 5. Hai là pháo 3 tiến 5. Ba là mã 7 tiến 6. Và 4 là tốt 5 tiến 1. Khả năng đi quân cờ đỏ xe 8 tiến 5. Đỏ lên xe kỵ hà nhằm chuyển cánh. Đen nhảy mã, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đen đi tốt 3 tiến 1. Cờ đỏ các quân linh hoạt, dễ đi. Như đen mã 8 tiến 7. Đỏ ăn tượng. Đổi lại, như đỏ đi xe 8 lùi 1. Cờ đỏ có 2 khả năng đi quân. Một là đỏ đi xe 8 bình 3.
hai bên ngang thế. Hai là đỏ đi tốt 7 tiến 1. Cờ đỏ không khó đi. Như đỏ pháo 3 tiến 6. Đen tiến pháo giữ mã, kiêm thông xe. Nước cờ chính xác. Đỏ nhảy mã khỏi tâm. Đỏ là hai khả năng con khác. Một là đỏ đi sao 7 bình 3. Cờ đen có hai khả năng đi quân. Như đen đi pháo 9 lùi 1. Dọa bắt chết xe đỏ. Tốt 7 của đỏ chưa thể sang sông. Còn như đen đi xe 1 bình 4. Hình thành hình thế đối công kịch liệt. Hai là đỏ đi mã 7 tiến 6. Cờ đen chờ pháo 2 bình 3 hoặc xe 8 lùi 4. Cờ đen phản tiên. Như đỏ mã 5 tiến 3. Đỏ nhảy mã ra ngoài. Đổi lại, như đỏ đi mã 4 tiến 3. Cờ đen hơn quân. Ưu thế. Như đỏ mã 7 tiến 8. Đen nhảy mã lên hà ngăn xe đỏ chuyển cánh. Nước cờ hay. Cờ đen duy trì lợi thế hơn quân.
Cờ đen hơn quân, dễ đi. Mời các bạn xem lại cái đi quân này. Cờ đen dễ đi.
Khả năng thứ hai của đoạn hình cầu này là pháo 3 tiến 5. Đỏ tiến pháo là nhằm ngăn không cho pháo đen chuyển cánh. Đen bình pháo tai sĩ là cờ đen chờ đi pháo 6 tiến 6. Nước cờ hay lấy thế. Đen tiến xe chói xe mã của đỏ nhằm làm cho mã đỏ không thể rời khỏi tâm. Cờ đen thắng thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục trung pháo qua Hà Sa, đối bình phong mã, tả mã bàn Hà.